Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay anh lại tiếp tục dạy cho các bạn về phương pháp ghép trục. Và đây là buổi số 2. Thì bạn nào chưa biết hay là chưa rõ thì các bạn xem lại buổi 1 nhé. Về dạng bài ghép trục thì mình thường áp dụng khi mà đề bài người ta cho đồ thị Fx dưới dạng là đồ thị hoặc là bảng biến thiên. Và khi mà người ta cho f của một biểu thức cộng với một số gì đó mà người ta hỏi là số nghiệm hay là số điểm cực trị thì mình sẽ sử dụng phương pháp ghép trục. Vậy thì phương pháp làm của chúng ta như thế nào? Bước thứ nhất là xác định đường đi nước bước của biểu thức. Cái này các bạn còn nhớ và nhìn vào trục nào không nhỉ? Cái này mình sẽ nhìn vào trục OI nhé. Bước thứ hai, mình sẽ di. Và di ở đây là di động trên OX để tìm đường đi trên OY. Rồi, tiếp tục phần trước thì mình sẽ chữa câu 6. Đề bài cho hàm fx dưới dạng bảng biến thiên. Tìm số nghiệm thuộc đoạn 0 đến 7b trên 3 của phương trình này. Mình sẽ biến đổi một chút sang là f của cos x bằng 2,5. Đúng không? Vậy thì biểu thức của mình là cos x. Vậy thì đường đi nước bước của cos x khi mà x thuộc vào đoạn 0 tới 7π trên 3 như thế nào? Thì mình sẽ sử dụng theo hai cách. Cách thứ nhất là anh sẽ sử dụng đường tròn lượng giác. Và cách thứ hai là mình sẽ sử dụng Casio. Cái cách đường tròn lượng giác thì trong buổi 1 anh đã bày ra cho các bạn rồi ở câu số 4 đó. Và cái này thì các bạn học môn lý thì chắc chắn là sẽ rất là quen rồi. Mình sẽ có một đường tròn. Trục OX ở đây. Trục cos x ở nằm ở trục OX luôn. Đây là 1, đây là -1. 7π trên 3 anh sẽ tách ra bằng 2π cộng π trên 3. 2π góc 0 của mình đâu? Góc 0 của mình đây đúng không? Rồi, quay 2π trước là mình quay một vòng. Vậy thì đường đi của nó là gì? Là 1 này xuống tới -1 này. Sau đó lên tới 1, đúng không? Tiếp tục mình quay thêm góc pi trên 3 nữa. Pi trên 3 là 60 độ. Mình giao xuống đây là 1 phần 2. Vậy thì nó bước tới 1 phần 2. Đúng không? Đây là đường đi của cos x. Cách thứ hai mình sử dụng là Casio và cái cách này anh nghĩ là phù hợp với hầu hết các bạn. Mình sử dụng là cos x bằng bắt đầu tại 0, kết thúc tại 7π trên 3. Cái bước này anh sẽ cho là π trên 6 đi. Tại vì là anh làm nó quen rồi cho nên là anh biết được cái step nó như thế nào nó nhanh nhất. Các bạn có thể dùng là số cuối trừ số đầu chia cho 40.
Rồi. Vậy thì nó lên, nó đi từ 1 này. Xong rồi nó xuống tới trừ 1. Sau đó nó đi lên tới 1. Và nó xuống tới 0,5. Và 0,5 tức là 1 phần 2. Vậy thì cái điều này mình làm là đúng. Ok. Sau khi viết được cái đường đi của biểu thức thì mình sẽ vẽ cái đồ thị của f của codec. Ok. Thì mình sẽ di 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 đúng không? Mình sẽ di động. Mình sẽ di động nó như thế nào? Đầu tiên nó đi từ từ 1 tới trừ 1. 1 này, trừ 1 này. Mình sẽ cho nó di di theo đường này, đúng không? Vậy thì bắt đầu đi thôi. Bắt đầu nó đi từ 3. Nó xuống trừ 1. À, nó xuống 1. Nó lên 3 và nó xuống 2. Vậy thì 3 này. Xuống tới 1 này. Lên lên 3 và xuống 2. Tiếp tục nó đi từ trừ 1 tới tới 1. Đúng không? Mình sẽ đi thôi. Nó đi từ 2, nó lên tới 3. Nó xuống tới 1. Và nó lên tới tới 3. Tiếp tục cái nhánh cuối cùng nó sẽ đi từ từ 1 tới 1 phần 2. Vậy thì mình sẽ đi thôi, từ 3 nó xuống 1 thôi. Rồi, vậy thì mình đã vẽ được cái đồ thị của f-codic. Vậy thì bài hỏi f-codic bằng 2,5 thì mình sẽ vẽ đường y bằng 2,5 thôi. Y bằng 2,5 nó nằm ở đâu? 2,5 thì nó sẽ nằm ở dưới 3 và nó nằm ở trên 2, đúng không? Y bằng 2,5. Rồi, số định, số nghiệm thì sẽ bằng số điểm cắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Vậy thì mình chọn đáp án là B. Rồi, dạng này thì nó khá là đơn giản thôi. Mình sẽ sang câu tiếp theo nhé. Bạn nào chưa hiểu thì các bạn xem lại giúp anh. Tiếp theo mình sang câu số 7. Rồi, câu số 7 người ta cho đồ thị FX. Và người ta hỏi là số nghiệm, đúng không? Hai nghiệm khi mà cái chương trình khi mà có cái này. Vậy thì mình phải vẽ được cái đồ thị của cái này. Và đồ thị của cái này được vẽ như thế nào? Bước thứ nhất mình sẽ vẽ đường đi nước bước của biểu thức. Và biểu thức trong FX của mình là căn bậc 2 của 4 trừ x bình, đúng không? Cái này anh sẽ xét bằng Casio nhé. Còn bạn nào có thời gian thì các bạn có thể xét bằng y phẩy đạo hàm, sau đó vẽ bảng biến thiên thôi. Anh sẽ xét theo cái Casio mũ 8. Và anh sẽ chặn nhé, chặn x cho nó làm nó nhanh hơn. X sẽ có phải điều kiện xác định là 4 trừ x x bình lớn hơn bằng 0 đúng không? Cho nên là x thuộc vào trừ 2 tới tới 2. Rồi. 4 trừ x bình trừ 2 tới tới 2. Được chưa? Step của mình là gì?
số cuối trừ số đầu chia cho 40. Rồi, vậy thì nó đi từ từ 0 này. Rồi, nó lên tới 2. Sau đó nó đi xuống tới 0. Vậy thì đường đi nước bước của biểu thức căn của 4 chữ x bình là cái này. Vậy thì mình bước thứ hai mình sẽ di đúng không? Thì đường đi đầu tiên là 0 tới tới 2. 0 đây. 2 đây. Mình sẽ đi đi. Rồi. Khi mà đi thì tại 0 thì nó bằng 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 3 đúng không? Sau bắt đầu di xuống xuống tới 2 thì nó sẽ xuống 0. Tiếp theo là đi từ 2 về 0. 2 đây, 0 đây. Mà mình sẽ đi thôi. Có phải từ 0 này xong nó lên tới 3. Vậy thì 0 lên 3. Vậy đây chính là đồ thị của f căn 4 trừ x bình. Đúng không? Vậy thì cái này bằng m có hai nghiệm phân biệt. Thì như thế nào? Anh sẽ cho một đường y bằng m. Y bằng m anh ví dụ đây nhá. Mình sẽ di thôi, xem nó cắt cắt tại hai nghiệm ở đâu. Khi mà nó nhỏ hơn 0, nó nằm dưới 0 ấy, thì nó không có một nghiệm nào cả. Khi mà m bằng 0, thì nó có một nghiệm, thì mình cũng đâu tính đâu. Khi mà m lớn hơn 0, thì nó bắt đầu cắt tại hai chỗ này. Các bạn thấy không? Hai chỗ cắt luôn. Vậy thì m phải lớn hơn 0, đúng không? Sau đó đi đến tận 3 này. Khi mà y bằng 3, hay nói cách khác là m bằng 3 ấy, thì nó cũng cắt tại hai chỗ. Cho nên là nó sẽ bằng 3 luôn. Rồi khi mà nó lớn hơn 3 thì sao? Lớn hơn 3 thì nó vô nghiệm. Cho nên là mình có những cái này. Vậy thì số giá trị nguyên là bao nhiêu số? 1, 2, 3. Mình chọn đáp án là B. Rồi, sang câu tiếp theo nhé. Câu tiếp theo là câu số 4 này. Cái này hình như là một dạng này là các bạn chưa được học đâu. Nhưng mà anh vẫn sẽ cho vào. Biểu thức của mình trong cái hàm F này là gì? Là 4 cộng. Biểu thức trong cái hàm F của 4 cộng với lại f của 2x, 2 mũ x là biểu thức của nó là gì? Là 4 cộng f của 2 mũ x đúng không? Nhưng nó tự nhiên dính số 4 thì mình cứ kệ nó đi, mình sẽ xử lý nó sau. Và mình lại xử lý cái này trước đi. Thì trong cái này nó lại có một biểu thức nữa là 2 mũ x. Và cái này anh gọi nó là biểu thức nhỏ nhất. Và các bạn sẽ xét biểu thức nhỏ nhất 2 mũ x. Đúng không? Vậy thì đường đi nước bước của 2 mũ x là gì? Cái này sau này các bạn được học nó sẽ là cái. Các bạn xét đi. X nó sẽ thuộc vào từ âm vô cùng tới dương vô cùng đúng không? Vậy thì 2 mũ x trừ 10 đi, tới 10. Thôi trừ 5 thôi. Tới 5. Số cuối trừ số đầu chia cho 40. Các bạn có thể chia cho 44 nhé.
Rồi, vậy thì đường đi của nó sẽ là từ từ 0 tới dương vô cùng. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Tuy nhiên nhá, tại không thì nó không xác định đâu. Cho nên là mình phải đánh dấu ngoặc vào. Sau này các bạn sẽ được học cái đồ thị, dạng đồ thị của nó. Nó sẽ đi như thế này này. Nó là một tiệm cận, cho nên là nó sẽ không bằng không đâu. Đây, đồ thị của nó như thế này. Rồi, mình sẽ vẽ đồ thị của gì? Của cái này đúng không? Mình có đường đi của 2x, 2 mũ x rồi, mình sẽ vẽ được cái 2 mũ x như nào, f của 2 mũ x như nào. Rồi, từ 0 tới dương vô cùng, 0 ở đây, dương vô cùng ở đây. Thì mình sẽ xét theo cái đường đi của nó. Vậy thì nó sẽ đi từ từ 0 này. Nó xuống tới 6. Sau đó nó đi lên tới tới dương vô cùng. Và các bạn vẫn phải nhớ là cái này nó không xác định đâu nhé. Vậy thì cộng thêm 4 vào nữa thì mình cũng sẽ nâng được cái đồ thị nó lên 4. Cái này thì các bạn xem ở cái video ở trên YouTube. Lát nữa anh sẽ để nó trên cái phần chữ Y nhé. Các bạn sẽ nâng lên tới 4 này. Tịnh tiến lên ấy. 4 đúng không? 6 cộng 4. Ủa? Cái này là trừ 6 nhé. Trừ 6 cộng 4 là trừ 2. Dương vô cùng cộng 4 thì vẫn là dương vô cùng thôi. Rồi, vậy thì cái mình đã viết được cái biểu thức này rồi. Cái này anh sẽ viết ngang lên nhé. 4 này, trừ 2 này, dương vô cùng này. Vậy thì cái biểu thức này nó sẽ như thế nào? Mình sẽ 4 tới trừ 2. 4 này, trừ 2 này, đi đi. Vậy thì nó đi từ từ 0, nó xuống tới trừ 6, nó lên tới 2, đúng không? Vậy thì đây là 0 này, xuống tới trừ 6 này, và nó lên tới 2. Tiếp theo là trừ 2 tới dương vô cùng. Mình sẽ đi theo hướng này đúng không? Trừ 2 ở chỗ 2 này, xong đi xuống tới trừ 6 này. Sau đó nó lên lên trên dương vô cùng. Vậy thì đây chính là đồ thị của F 4 cộng F 2 mũ x. Và cái này bằng 2 khi nào? Thì mình sẽ kẻ một đường y bằng 2 thôi. Đây đúng không? Cái này các bạn thì vẫn phải nhớ rằng là cái tại 4 này không xác định thì tức là cái này không xác định này. Chỉ cần cái đầu đấy thôi. Vậy thì mình bao nhiêu ạ? 1, 2. Mình chọn đáp án là B. Rồi, các bạn nhớ xem lại cái câu này nhé. Cái cách anh rời rời nó lên thì như thế nào? Thôi để anh nói luôn đi. Khi mà người ta cho đồ thị fx và người ta bắt tìm đồ thị fx cộng thêm một số thì mình chỉ cần khi mà a dương thì mình nâng đồ thị đó lên a lần, một quả bằng a. Đó, nâng lên như này này. Khi mà a nhỏ hơn 0 thì mình sẽ hạ xuống. Các bạn có thể tìm ở trên YouTube của anh. Ok, rồi.
Còn hai câu nữa anh sẽ giải tiếp trong video sau nhé.